kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2000, như thường lệ sáng chủ nhật tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta hiện giờ là đang học nghi thức học kỳ thứ 19. Và hôm nay lại là ngày 14 âm lịch, 14 tháng 2 âm lịch. Ngày mai là ngày rằm tháng 2 âm lịch. Tôi không biết là Phật tử có nhớ cái ngày Phật Niết Bàn hay không. Ngày mai là ngày Phật Niết Bàn đấy, Phật nhập Niết Bàn. Nhân đây tôi cũng tranh thủ tôi nói thêm vài cái ý mà tôi nghĩ rằng là Phật tử cũng cần thiết. Vấn đề Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày mai, có thật là Phật không còn ở trên thế gian này không? Trong tuyệt đại đa số chúng ta ở trên cái hoàn cầu này, những người mà có biết về Đức Phật thì cũng tưởng rằng là Đức Phật ngày mai này là ngày Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là ngày đó không còn Phật ở trên thế gian nữa. Thì tuyệt đại đa số đều thấy như vậy và biết như vậy. Nhưng mà tôi xin lẽ ra một cái ý thức, một cái ý nghĩ của Liễu Nghĩa Đại Thừa để đại chúng để ý. Là Phật nhập Niết Bàn mà chúng ta thấy đó là ứng thân Phật. Như ta học mấy lúc này đó mà, Phật thì có ứng thân Phật là như là cái thân hiện đời của Phật Thích Ca, gọi là ứng thân Phật. Ứng cơ thị hiện trục loại tùy hình, tức là muốn độ chúng sinh thì phải là một con người. Muốn độ con người, làm chúng sinh mà độ cho con người thì phải làm con người để mà độ chúng sinh. Cho nên gọi đó là ứng thân Phật. Thì Phật ứng thân thì là con người đã có sanh có diệt, có sanh có tử, tức là sanh lão bệnh tử, thì Phật cũng phải sanh lão bệnh tử. Thế thì là cái ứng thân Phật mà có giáng sanh và có nhập Niết Bàn, đó là ứng thân Phật, đó là Phật là đáp ứng cái yêu cầu về cái mặt tục đế của chúng sinh, của con người ở trên cái mặt đất này. Cho nên cũng phải hiện ra cái thân có sanh có già, có bệnh có chết giống nhau. Vì vậy cho nên là từ nhỏ sinh ra, rồi xuất gia, rồi tu học, rồi tới thuyết pháp, rồi tới chuyển pháp luân, rồi tới nhập Niết Bàn hả? Khoảng thời gian 80 năm, ngày rằm tháng 2 ngày mai, thì sách vở cũng như là hiện giờ trên thế giới ta đồng ý rằng là ngày tân tròn tháng 2 âm lịch là ngày Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà nên nhớ đó là ứng thân Phật đó nha. Còn nếu mà các vị mà nghiên cứu kinh Đại Bát Niết Bàn á, tức là nói về cái sự kiện nhập Niết Bàn của Phật, thì Phật không hề có nhập. À, phải học cái này. Cho nên là tôi cũng hơi lo, hơi tiếc là không biết có dịp nào mà tôi mới truyền đạt một mớ tư tưởng về kinh Đại Bát Niết Bàn cho đại chúng. Chứ mà người mà chúng tấn Đại Thừa thường có tu Samatha, Tama, Bát Đề và Thiền Na đó, ta quán chiếu ta thấy cái đó. Phải học kinh Đại Bát Niết Bàn để biết rằng là
Phật không có mất, không có nhập diệt rồi mất như là mình tưởng đâu. Mà Phật nhập Niết Bàn mà mình thấy Phật nhập Niết Bàn đó, nó giống như mình thấy mặt trăng lặn vậy. Mình thấy trăng là ví dụ trăng 14 ha, rồi mai trăng rằm á, mà 6 giờ chiều mọc thì 6 giờ sáng là trăng lặn như vậy. Nhưng mà kỳ thật trăng không hề có lặn, trăng vẫn vĩnh cửu, không hề có lặn, có mọc gì hết. Nhưng mà tại vì mình ở trên cái mặt địa cầu, thành ra là cái địa cầu nó quay á, thì nó khi nó khuất thì mình thấy trăng lặn. Mà nếu khi mà nó lẹm qua, nó khuất mà nó còn được một miếng nhỏ cái bìa của cái mặt trăng á, cái quả đất mà nó che còn cái bìa của mặt trăng á, thì mình thấy đó là trăng mùng một, tức là trăng lưỡi gà. Mùng ba, mùng hai là trăng lưỡi gà. Rồi nhằm cái giai đoạn mà mặt trăng mà quả đất mà nó quay mà nó còn nhiều hơn chút nữa đó, thì mình gọi đó là trăng non. Trăng non, trăng lưỡi gà, trăng lưỡi liềm. Lưỡi liềm nó lớn hơn chút, thấy nhiều hơn phân nửa mặt trăng đó, thì mình gọi là trăng non. Rồi tới ngày 12, 13, 14 rằm nè, ngày mai mai nè, thì bây giờ mọi người ta gọi đó là trăng già. Bản đà Nguyễn Khắc Hiếu nói trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Thế thì người ta là trăng già, trăng lưỡi liềm, trăng lưỡi gà, trăng non, trăng già. Mà kỳ thật trăng không hề có lưỡi già, lưỡi liềm, trăng non, mà là trăng lúc nào cũng vẫn là già. Tại người ở trên quả địa cầu này thấy trăng có lặn có mọc, rồi có trải qua cái quá trình như vậy, giống như là cái người mà nhìn bằng con mắt của nhục nhãn đó. Mà mình thấy Phật có giáng sanh, rồi có lớn lên, rồi cái xuất gia, rồi học đạo ha, tìm đạo, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp, rồi nhập Niết Bàn. À, ta gọi là bát tướng thành đạo, có nhập thai, có trụ thai, có xuất thai. Cái danh từ của Phật học gọi là bát tướng thành đạo, tức là nó có 8 cái giai đoạn từ khi mà cung trời là cái bằng đâu sức giáng thành cho tới ngày Niết Bàn, là nó có 8 giai đoạn gọi là bát tướng thành đạo. Và ngày rằm tháng 2 là nhập Niết Bàn. Thế thì là bây giờ cái mà tôi muốn nói đó là chúng ta phải học về pháp thân Phật. Chữ pháp thân là Trung Hoa dịch là tỳ lô giá na, Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ. Mà bữa hổm tôi có nói gợi ý đó, Phật nhập Niết Bàn rồi, Phật không hề sanh sang một cảnh giới nào toàn là Phật để mà ngồi chung vui rồi hưởng cái cảnh an lạc ở cảnh nào đó, không có đâu. Phật nhập Niết Bàn có nghĩa là cái ứng thân của Phật đó, thì nó theo cái quy luật của tục đế của sự vật hiện tượng, giống như hình hài của mọi con người chúng sinh trên cõi đời này vẫn sanh già bệnh chết. Mà khi chết rồi á thì trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có, trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có. Cái đó là gọi là tỳ lô giá na, gọi là biến với thiết xứ. Trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có đó, nó vẫn tồn tại hiện hữu từ vô thủy vị trí vô chung, không có lúc nào nó không có. Do vậy cho nên cái pháp thân Phật á là cái tự thể thanh tịnh của vũ trụ, lúc nào cũng hiện hữu tồn tại. Vì vậy mà lần trước tôi có nói rằng là khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi ấy, là cái tự tánh thanh tịnh đó nó len lỏi vào ở trong, trả về cho trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh đều có ở trong hết, đều có trong mọi người hết.
giống như hư không thanh tịnh. Hư không lúc nào có hôi, có tanh, có thối mùi gì đó. Đó là do cái môi trường, cái hoàn cảnh xu uế của cái giai đoạn đó. Nhưng mà cái hôi, cái tanh, cái mùi gì đó rồi phải giai đoạn nào đó phải qua hết, trả lại cho cái hư không thanh tịnh, không mùi, không vị. Mà ai đi tới cái chỗ, cái vùng đó thì đều là cái hư không đó nó sẵn sàng, nó lan tỏa, nó hòa nhập vào trong tất cả con người. Giống như là có cái lỗ tai ta mà có trống thì nó vô lỗ tai, mà cái lỗ con mắt ha, hay lỗ mũi, hay là miệng, hay là trong thân thể của ta lỗ chân lông ha, mà nó có cái khoảng trống đó nè, thì cái hư không thanh tịnh đó nó sẽ len lỏi sẵn vào trong đó hết. Thế thì cái hư không nó đã vậy. Hư không thì lúc nhiễm, lúc là tịnh. Mà nhiễm nó có vô trong mọi nơi, rồi thời gian rồi cũng đều được qua giải hết. Mà còn cái tịnh thì nó vĩnh cửu ở trong mọi người. Chỗ đó là học cái chỗ đó để ý đó. Cho nên ví dụ như mình đi ngang một cái vùng hư không ô trượt, nhiễm ô, mình cũng ảnh hưởng cái hư không, cái không khí nhiễm ô trượt ô đó. Nhưng mà rồi cái đó nó không có tồn tại đâu nha. Cái đó coi nó thúi hoặc nó tâm hôi khó chịu vậy đó, nhưng mà cái đó đều được qua giải. Mà còn cái hư không thanh tịnh vĩnh cửu đó, cái đó không bao giờ làm cho nó mất được. Sau đó thì cái mùi nhiễm ô của hư không nhiễm ô không còn nữa, mà cái hư không hoàn toàn thanh tịnh nó sẽ len lỏi sẵn vào trong tất cả mọi người của chúng ta. Thế thì pháp thân Phật cũng qua cái ví dụ đó, pháp thân Phật cũng giống như vậy. Khi mà Phật mà gọi là nhập cái bàn rồi đó mà, thì trở về với cái tự tánh thanh tịnh châu biến pháp giới. Do vậy cho nên khi nào có một chúng sinh mà xuất hiện trên cõi đời này thì cái tự tánh thanh tịnh đó len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Vì vậy cho nên khi nào chúng sinh tâm mà tưởng Phật, tâm mà thanh tịnh, thì tâm đó là Phật, mình lúc đó mình là Phật. Vì mình không có phiền não vô minh nữa, tức là mình là Phật đó, cái lúc đó mình là Phật nữa. Nếu mình giữ được cái tâm thanh tịnh của mình giữ được luôn liên tục hết, thì mình là Phật 100%, tức là trong lục tức Phật cái gọi là cứu cánh tức, tức Phật, mình là Phật. Thành ra cái ngày mà Phật Niết Bàn đó, mình đừng có sợ, mà đừng có tưởng đâu là Phật, trong Niết Bàn là mất, không có mất. Giống như trăng lặn mà trăng không hề có mất, chẳng qua là lúc đó cái quả đất nó che thì mình không thấy có trăng nữa. Chứ trăng không hề có lặn có mất. Do đó cho nên là khi mà nói về mà cái con người của chúng ta đó mà, trong chúng ta Phật giáng sanh, cái lúc nào mà tâm ta hoàn toàn thanh tịnh, nhẹ nhàng vui vẻ, không có một tí đau khổ nào, thì đó là Phật giáng sanh này. Và nếu như ta giữ gìn được cái vui an và cái thanh tịnh, cái vui vẻ đó được dài với một giai đoạn nào đó, dài được 7 ngày, dài được 21 ngày, dài được 49 ngày, dài được 100 ngày, ví dụ như người ta nhập thất tu hành thanh tịnh đó mà, thì lúc đó là Phật giáng sanh và Phật hiện tụ thế. Nhưng mà nếu như cái ngày mà mình hết tu rồi, mình hết nhập thất rồi, thì mình trở ra là mình sinh hoạt lại với cái việc mà bình thường, mà mình không giữ được cái chánh niệm, tâm mình không còn thanh tịnh, không còn bình an, không còn giải thoát nữa, thì lúc đó là gọi đó là Phật nhập Niết Bàn. Tức là ông Phật ở trong người mình nhập Niết Bàn rồi. Phải thấy cái chỗ đó. Tôi nói cái ý này đại chúng để ý chỗ đó. Phải nhìn thấy trong con người của chúng ta, trong sinh hoạt của chúng ta, Phật giáng sanh, Phật Niết Bàn, giáng sanh, Niết Bàn, giáng sanh, Niết Bàn. Giáng sanh rồi tụ thế,
tức là mình giữ được cái tâm thanh tịnh khinh an giải thoát của mình về dài, đó là giai đoạn đó gọi là Phật trụ thế. Và một duyên cớ nào đó làm cho mình tham sân si phẫn nộ cực độ, đó là Phật nhập niết bàn, tức là không còn giác ngộ nữa, không còn tỉnh thức nữa, mà tràn ngập phiền não vô minh đau khổ, đó là Phật nhập niết bàn. Nhưng mà dầu lúc mình an vui cũng như là cái lúc mà mình đau khổ cùng cực, gọi là Phật nhập niết bàn đó mà, thì thật ra cái tự tánh thanh tịnh của mình vẫn không hề bị nhiễm ô. Đó là pháp thân Phật luôn luôn là vẫn trường cửu ở trên trong cái vũ trụ bao la này, cũng như là cái tự tánh thanh tịnh của mình nó vẫn trường cửu ở trong con người của mình vậy. Vì vậy cho nên có những lúc mà nó căng thẳng thần kinh cực độ đau thương ha, nhưng mà qua một giai đoạn đó rồi mà mình có học chánh pháp, hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, mình hóa giải được cái đau khổ đó, là nó trở lại, nó trả lại cái trạng thái như là trả lại cái bầu không khí thanh tịnh trở lại vậy. Rồi mình vẫn an lạc được, nhẹ nhàng được, có niết bàn tại thế. Cho nên đọc cái kinh niết bàn mà tư duy cái đó mới thấy rằng hay lắm. Đừng có sợ mà ngày mai này Phật nhập niết bàn rồi không có. Mà Phật luôn luôn là không hề có nhập niết bàn. Mà tại cái lúc mà phiền não vô minh đau khổ của mình, nó làm cho nó che mất cái tâm tính thanh tịnh của mình đi, thế là cái tánh giác của mình nó bị nhập niết bàn, cái Phật của mình bị nhập niết bàn. Mà nếu mình giác tỉnh được thì phiền não vô minh nó tan đi, thế thì Phật trở lại hiện thế, tức là Phật giác sanh trở lại. Phải thấy như vậy mà tu tập thì nó mới là an lành. Thành ra Phật niết bàn không có nghĩa là mình phải cúng gì hết trơn, không cần. Phật giáng sanh nói đúng ra mà biết tôi rồi đó, nghĩa là cái ngày kỷ niệm thì mình tổ chức là tổ chức chơi vậy thôi. Hình thức đó là mình phải làm cho nó vui vẻ với mọi người, mà nhất là vì những người mà mới có cái tín tâm đó mà, thì mình cũng nên làm cái lễ cũng được, không có tội lỗi gì. Nhưng mà cái người mà học đạo hành đạo mà để đạt tới cái trình độ chính đạo để có an lạc thật sự, thì ta không có đặt cái vấn đề cúng là quan trọng gì hết, mà người ta phải đặt cái vấn đề là mình quán chiếu mình lúc nào mà mình có tỉnh thức, mình có chánh niệm, mình có giác ngộ, đó là Phật đản sanh đó. Rồi giữ gìn cái an lạc, cái thanh tịnh đó mà dài thời gian tới bao dài, thì đó là Phật trụ thế đó. Rồi bị một duyên cớ hết sức khắc nghiệt làm cho mình đau khổ cùng cực, đó là Phật nhập niết niết bàn đó. Phải học như vậy và phải quán chiếu như vậy. Ngày hôm qua tôi có nhìn một chút cái phim ảnh của cái Đài Hà Nội. Đài Hà Nội bây giờ nó đúng ra người ta có chiếu những cái bộ phim, những cái truyện kịch nó có chất lượng đó. Chất lượng có ý nghĩa lắm. Hai cha con ha, tôi nhìn phớt ngang mà thôi. Hai cha con đối thoại đấu khẩu với nhau vì một cái người con gái có chồng mà không thấy có hạnh phúc, rồi lại nảy sinh một ý tưởng là chồng mình đã không quan tâm tới mình nhiều, vì mắc lo công chuyện sinh sống làm ăn quá sức cho nên không quan tâm tới mình nhiều. Thế thì là bây giờ mình mở thêm một cái đường dây điện thoại mới riêng của mình để mình liên hệ, mình sinh hoạt để thỏa mãn cái chí bình sinh của mình. Thế thì ông cha của cô ấy nghe cái sự việc như vậy, cái gia đình của con mình, của con ruột mình, của rể mình sắp tan vỡ vì hạnh phúc, cho nên hai cha con đấu khẩu nhau về cái lẽ sống như thế nào mà cực kỳ đau khổ, cực kỳ đau thương. Thế thì tôi nhìn cái đó tôi thấy, nếu mà mình là người học Phật đó mà, cái cực kỳ đau thương đó đừng có để cho nó đau thương như vậy. Chỉ cần hóa giải một chút xíu thôi là mình trở thành ra an lạc ngay. Cuối cùng ông cha đó ông đau khổ cực độ vì hạnh phúc của con mình. Ông nói con đã có tất cả hạnh phúc, tiền tài, danh vọng, địa vị, con đã có tất cả, mà chỉ có cái hạnh phúc con không còn. Là tại vì cái lối sống của con kiêu căng, con ngạo mạn, con ý cái sắc đẹp của con ý cái khả năng làm việc ra tiền của con, mà tất cả cái con có đã có, mà chỉ có cái hạnh phúc là con không bao giờ có. Mà vì cái con nó căng thẳng, mà nghệ sĩ đóng rất là hay, mình thấy cái căng thẳng thật sự, đau đớn thật sự, cuối cùng là ông ta điên lãng trí mất Phật,
mà cái người học đạo mình coi cái đó rồi mình đừng có để cho đi như vậy, rất dễ lắm, rất dễ lắm. Con mà dạy nó nghe thì còn co, ban đầu thì còn rạc, thấy nó bắt đầu hư hỏng thì mình rạc rầy nặng nề hơn, sau đó rầy rồi từ từ tới dạy, dạy mà không nghe nữa, không cần dạy nữa, phải tập như vậy thôi, không còn dạy nữa, không cần dạy nữa, có nghĩa là mình phải viễn ly cái nguyên nhân, cái điều kiện ta khổ đó. Tôi nghĩ là như vậy, tôi coi cái việc đó, tôi nghĩ là phải làm như vậy thôi. Tôi tìm ra cái nguyên nhân của đạo Phật, vì sao mà Phật có Bồ Đề Niết Bàn của Phật, là tại vì Phật thương tất cả mà không hề thương ai hết, không hề thương ai hết mà thương tất cả. Giải là giải những cái người mà nó có thể tiếp thu, nó học, nó nghe lời mình thì mình mới giải chứ. Thương là thương những cái người mà nghĩa là mình có thể uống đến dạy dỗ để cho nó đào tạo cho cả thật người hạnh phúc an vui được thì mình mới là thương chứ. Còn bằng không thì thôi, thì người ai nấy đi có sao đâu, để làm chi mà mình sinh ra điên loạn đau khổ, không cần thiết cái đó. Cho nên là tôi qua là có Phật tử nào mà có coi cái đó, tôi nói các chị biết thôi, một chút xíu của đạo Phật thôi, quá giải ngay, không dạy được thì không dạy, mà không dạy được thì cái thương đó mà, cái ái đó mà cắt, phải cắt thôi à. Chứ không thể là mình muốn kéo nó lên mà nó cứ trì, nó lặn xuống rồi mình cũng phải chết theo, chết chi vô ích như vậy. Nó muốn lặn xuống thì để cho nó lặn, nó muốn chìm để cho nó chìm, nó muốn tự tử để cho nó tự tử. Chứ nó tự tử mà mình là người không phải tự tử, mà theo cái tự tử của nó để mình chết chìm luôn à, chi vậy vô ích. Tôi nói như vậy rồi người ta nói, ủa vậy là cái đạo Phật của tôi nói vậy là không có từ bi sao? Không, rất từ bi. Từ bi nó phải có trí tuệ. Chứ nếu mà Đức Phật mà từ bi mà không có trí tuệ là Phật không bao giờ thành Phật được. Là bởi vì chúng sanh trên cõi đời này quá nhiều người bên mình đau khổ, họ có bằng lòng nghe của lời dạy của Phật đâu, mà họ không bằng lòng nghe chánh pháp, họ không học chánh pháp, không hành chánh pháp, họ không sống ra chánh pháp, họ bảo họ có cái niết bàn ngang bằng được như Phật mà không được, vậy là Phật tự tử à, Phật phải chết theo nó à, đâu có được. Mà Đức Phật phải buông thôi đó, để chúng để ý cái đó đó, để mình không lầm lẫn cái từ bi lại với cái ngu si đần độn. Người mà từ bi mà không có trí tuệ là chỉ là người ngu si mà có lòng tốt, không làm được cái gì cho mình và cho ai đâu, mình bị nó lôi kéo đau khổ đó. Thì đó là tôi muốn nhắc về cái Phật mà Niết Bàn đó, mà không có Niết Bàn không có mất đâu hết. Khi mà Phật Niết Bàn rồi là tất cả cái Bồ Đề Niết Bàn đã Phật cho hết, hiện giờ cho hết trong tất cả mọi người đều, mỗi một người lãnh thọ dụng một phần Bồ Đề Niết Bàn của Phật rồi. Đó, như vậy có nghĩa là mình phải hiểu Phật bằng pháp thân, biến nhất thiết xứ. Cái tự tánh thanh tịnh đó không bao giờ mất, hư không có thể bị khói dầu làm nhiễm ô, khói đốt rừng ở Indonesia làm vấn đục, bị dầu Kuwait làm nhiễm ô, bị núi lửa ở Philippines làm đục bầu trời, vân vân. Nhưng mà rồi tất cả cái đó có lúc sanh có lúc diệt, mà hư không không hề có sanh có diệt. Cuối cùng rồi hư không vẫn là hư không thanh tịnh, dầu có giai đoạn nào đó nó bị nhiễm ô. Tâm của chúng ta bị phiền não vô minh dày dò đủ thứ, nhưng mà đó là những cái hiện tượng có sanh có diệt. Mà còn cái tâm của ta, cái tâm thanh tịnh của ta không bao giờ có sanh có diệt và không hề bị nhiễm ô. Để ý cái đó.
cũng như ứng thân Phật và thấy có sanh, có diệt, có nhập niết bàn, mà pháp thân Phật thì không hề có lúc nào gián đoạn. Cho nên Phật nhập niết bàn đó là ứng thân thôi, pháp thân là vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt, tạo bất giả rồi đó. Chỉ Như Lai đó là chỉ cho bản thể bất biến mà thường tùy duyên, tùy duyên mà thường bất bất biến. À, cho nên người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi là người đó không hiểu về Như Lai, không hiểu về Phật. Mà Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, có định Như Lai. Như Lai là vô thủy vô chung, là bất sinh bất diệt, là hiện hữu tồn tại, không có đến và không có đi. Đó là pháp thân Phật. À, cho nên ngày mai này ngày lễ nhập niết bàn mà mình không hề có sợ, có đau khổ gì hết. Bây giờ câu hỏi này là tôi không biết là có thiệt hay là không thiệt nữa nè. Và thầy lý giải không làm ác, không làm thiện là nghĩa thế nào? Con này giải rất dễ thôi. Không làm ác, không làm thiện là nghĩa thế nào? Thế thì bây giờ tôi nói một việc thôi. Nước không phải rồng mà cũng không phải lớn thì nước đó nghĩa thế nào? Có nghĩa là nước lớn. Có phải không? Nước không rồng không lớn là ta gọi là nước đứng đứng. Mà nước đứng thì không chảy xuống mà cũng không chảy lên, không gọi là chảy ngược mà cũng không gọi là chảy chảy xuôi, nghĩa là nó có chảy gì hết. Vậy thôi, không có nghĩa gì hết. Không có nghĩa gì hết. Đại đại có vậy. Nước không chảy không rồng mà không lớn nghĩa là nước đứng. Mà nước đứng thì không chảy ngược mà cũng chẳng chảy xuôi. Không làm thiện, không làm ác là nghĩa thế nào? Không có nghĩa gì hết. Nghĩa là không thiện mà không. Mà cái đó là trên đời nhà Phật gọi là vô. Cái tính vô ký. Vô ký như là không làm thiện mà không làm ác. Cũng như cái tính vô ký là nước không rồng mà cũng không lớn. Vậy thì lúc đó nước thế nào? Nước đứng. Rồi còn câu hỏi này là có thiệt hay không nè? Câu hỏi này nè, các tăng ni trả lời chết câu này á. Con làm nghề mổ thịt, như vậy nghề này có làm ác không? Đó, câu hỏi này là chết, chết giảm xu hết à. Con ra Vũng Tàu á, thì có ông nói chuyện tôi là ông đi bắt cá mập. Ông câu như con cá bằng cơm bắt vế mà bắt chuối vậy đó, là ông cắt quanh ra rồi ông mổ, ông móc ra lưỡi câu á, lưỡi câu là mà móc mồi cá con bằng bắt vế, bắt vế vậy đó, lớn hơn cũng được. Rồi mới đem thả ngoài biển khơi á, rồi á là cá mập nó ăn là ông bắt con nào không biết như là một tấn rưỡi, hai tấn vậy đó. Rồi cá mập á, các vị mà ăn nhà hàng gọi là nghi cá là cái gì các vị biết không? Là vi cá mập đấy. Thế thì ăn vi cá mập cũng có thể là ăn tất cả con cá trong biển lột lại, và có khi cũng là ăn thịt người ta, nó duyên sanh ra đó. Bởi vì cá mập có thể ăn người mà. Ở đó thì mình ăn gọi là bào ngư, vi cá là vi cá mập chặt hết, lấy vi rồi là bắt cá mập con nào mấy cả nửa tấn tính thì dùng ghê gớm vậy đó. Ông nói tôi cái nghề nghiệp ông vậy đó, hỏi cái nghề đó giờ sao thầy tu sao? Có tội lựa tội ít là sao? Rồi người đúng như câu hỏi này nè. Thế thì là cái câu hỏi này đó nó tương tự như cái câu hỏi rồi mấy ông giám đốc của hãng Wilson ha, rồi nhân viên trong hãng Wilson đó nè, người ta vô ta hỏi này nữa là sao? Thế thì là mình phải nói nó như thế này. Đạo Phật lúc nào là phải nói về chân đế, lúc nào phải nói về tục đế. Tục đế tức là về mặt xã hội, chân đế tức là về mặt đạo đức, siêu nhân, siêu xã hội.
đó là nói về đế, tức là tôn đế và tổng đế. Nói về thừa thì mình phân tích là thanh văn duy nhất đại thừa, hoàn nhân thừa, thiên thừa. Thế thì là cái câu hỏi này nó ở trong việc thừa nào, trong hai đế, trên đế tục đế nó ở vị đế nào. Thế thì mình phân tích cho ta thấy rằng là đứng về mặt trên đế, nói về đứng về mặt đại thừa mà tu hành để mình thành tựu cái bồ đề nước bàn từ hữu thượng tới vô thượng đó, thì làm cái nghề này chưa được, không được, vì nó không có đem lại cái bồ đề nước bàn được. Không đem lại bồ đề nước bàn được. Nhưng mà nói về dân thường và nói về thực tế thì cái nghề này vẫn là xã hội người ta chấp nhận từ nước nhỏ cho tới nước lớn trên thế giới. Con người mình làm sao bắt người ta ăn chay hết được đâu, mà nếu mà người ta không ăn chay hết được thì là phải có cái người mình làm cái nghề bánh cá, làm mắm, làm nước mắm, rồi làm ở thịt bánh bánh. Đó là nghề xã hội chấp nhận. Mà sao chấp nhận có nghĩa là nhân thừa, tu viện nhân thừa Phật giáo. Nếu như làm cái nghề viết mổ heo này mà thôi, ngoài ra không có lừa đảo, không có gạt gẫm, không có dục dọc, không có ác đức bất nhân để đi tới cái chỗ mà cải tọ đánh đập là giết người, thì cái nghề này là một nghề ở trong nhiều nghề của xã hội mà người ta chấp nhận. Do vậy cho nên là cái việc đó đối với đạo Phật thì nhân thừa người ta chấp nhận, thì mình sẽ hưởng cái an lạc nào đó ở trong cái phạm vi của nhân thừa. Bằng cớ ví dụ như làm nghề bổ thịt, cộng thêm cái nghề á, mình quen làm cái nghề mà chết tải phá phê rồi nè, mà mình cộng thêm cái nghề nghĩa là đâm phê chết nước dục dọc ngang tàn này kia nữa, thế thì cái đó không chấp nhận. Thế là mình coi như được đi lại bả là sao. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi mặt khác mình tốt hết mà mình chỉ làm cái nghề này thôi, xã hội ta chấp nhận. Xã hội ta chấp nhận thì tất nhiên là mình cũng vẫn có quyền ăn mặc đi đứng giao thiệp bình thường, thậm chí ta gọi là giám đốc, thưa giám đốc, chào giám đốc, how are you, bông bông vua rồi đó, là vua vớ đi ta vẫn chào giám đốc như thường. Điều đó nói ra là cái địa vị mà làm giám đốc của công ty xuất sắc hay là những người mà làm công nhân này vẫn được xã hội chấp nhận, cho nên vẫn được xã hội bình an mà thân mến, không có sao hết. Nhưng mà đừng có đòi hỏi cái gì hơn nữa, đòi hỏi cái mà nó an lành cứu cánh đòi thành thật này kia đó thì khoan đã. Ở đây là thực phẩm nhân thừa để chấp nhận cái việc này không có sao hết, mà đòi hỏi hơn nữa thì phải khác, phải học cái giáo lý khác cao hơn. Nói vậy đó, ác nó có nhiều thứ ác, có khi không mổ heo mà nó còn ác hơn là người mổ heo, chứ không phải là người mổ heo là ác đâu. Có những người không hề có mổ heo mà ác hơn cái người mổ heo. Tôi nói ví dụ như Khổng Minh, mình đọc Tàu Quốc, Khổng Minh không hề mổ con heo à. Mà với cái sự mà chỉ huy của Khổng Minh là bằng cái ốc thôi, mà đốt của trong cái hồ Lô Cốc đó là bao nhiêu ngàn cái dân mà đằng giáp của Mạnh Quạch đó nè. Thế thì là không có tự cầm con dao mổ ai hết à. Nhưng mà cái tội lỗi ghê lắm, thành ra tự Khổng Minh nói ta làm cái việc này ta bị tổn thọ. Tại sao việc đó nó vậy? Đứng lên cái quan điểm của nhân thừa thì một nghề trong nhiều nghề mà được xã hội chấp nhận. Bây giờ ta đi vào
tiếp về cái bài bữa hổm mà ta chưa giải quyết trọn vẹn. Tức là nếu là duy tích thì vấn đề hữu tình sinh tử tương tục được giải thích như thế nào? Ta đang tiếp tục nói về việc đó. Bữa hổm mình là mình nói về thất đại á, mà thất đại này á nó có tương quan kinh Lăng Nghiêm á, một lần mình có học đó. Địa thủy quả phong không, năm đại đó nó thuộc về vật chất, thì mình thấy ai cũng biết, tư duy nhẹ nhẹ là mình đã thấy rõ đó rồi. Còn hai cái đại gọi là kiến đại và thức đại mà, cái đó người ta không thể thấy nó được. Nhưng mà không có nó thì cái chính thể của một con người không thành tựu được. Do vậy cho nên nó gọi là cái pháp cơ bản, hiện sở tri pháp. Kiến đại và thức đại là thuộc về cái pháp hiện sở tri, nghĩa là ai cũng biết là phải có nó, không có nó là con người không hoạt động được. Một con người mà gọi là con người chết, tức là không còn kiến đại và thức đại nữa, thì lục phủ ngũ tạng còn nguyên đó mà con người gọi là người chết, chứ không còn là cùng một con người, không đủ yếu tố để thành một con người của xã hội. Và cái xác chết đó không hề biết vui mừng buồn giận thương ghét, không hề biết hơn thua phải quấy, không hề biết cực sướng gì cả. Vì sao vậy? Vì nó không có cái công dụng cái bằng hiện thọ dụng pháp. Mà chúng ta mà hằng ngày mà chúng ta thấy biết rằng mình vui, mình đang thanh nhàn nhẹ nhàng giải thoát, có lúc nào đó mình biết mình đang đau khổ, có lúc nào đó mình biết mình đang giận cái gì cực kỳ là nóng nảy phản quốc. Ví dụ như trong cái vở kịch mà hôm qua tôi nói, giữa đối thoại giữa cha con cực kỳ nóng nảy phản quốc. Thế thì nếu mà không có cái kiến đại và thức đại thì ta không có cảm nhận được cái việc đó đâu, ta không có thọ dụng được cái cực kỳ phản quốc đau khổ, hay là cực kỳ thanh nhàn giải thoát, hay là vui hay là buồn, không có. Mà ta có vui có buồn, ta cảm nhận được giải thoát an lạc, ta cảm nhận được cực kỳ đau khổ, là đó là hiện thọ dụng pháp. Nhờ có kiến đại và thức đại mà ta mới có được cái công dụng đó, cái bậc hiện thọ dụng, những sở tri hiện thọ dụng và hữu tác dụng. Nhờ kiến đại thức đại mà con mắt của ta nó mới thành ra, nó có công dụng để thấy, lỗ tai của ta nó mới có thành ra cái công dụng để nghe. Chứ tất cả đều bằng thịt cả mà, lỗ mũi thân ý cũng vậy, toàn thân chúng ta đều thứ thịt, và tại sao chỗ con mắt lại thấy, chỗ lỗ tai lại nghe, cái lưỡi lại nếm, biết mặn biết lạc, mà trong khi mà đắp muối vô trong cái chỗ bên đây là không biết mặn lạc, thậm chí để là cái môi đây cũng không biết mặn lạc là sao? Thế thì là nó là cái công dụng mà các bạn là hữu tác dụng pháp và hiện sở tri pháp và hiện thọ dụng pháp, ba cái đó nó cộng lại nó làm cho nó là cái công dụng của kiến đại và thức đại. Công năng nhận thức và công năng thọ dụng trong cuộc sống hàng ngày, rồi rồi mệnh danh đó là thức, là tâm, hoặc cũng gọi đó là tinh thần. Đó. Bảy chất liệu đó vận động chuyển biến, phân giải, hóa hợp,
không sách nó ngừng trụ theo cái quy luật riêng của nó là đồng và dị, luôn luôn là vận động, không bao giờ có ngừng nha. Tất cả những cái sự mà hiện hữu, cái sự mà sinh sống hoạt động của cây cỏ đời này đó mà, đều là luôn luôn là vận động chuyển biến từng sát na, nó theo cái quy luật đồng và dị của nó. Nó vừa hằng mà vừa chuyển ở trong cái thức nhất thiết chuẩn. Cái thức nhất thiết chuẩn nó vừa hằng mà vừa chuyển. Nên nhớ rằng thức nhất thiết chuẩn cũng tức là A lại, A lại gia. Mà thức A lại gia thì hằng chuyển như bọc lưu, mà A lại gia hằng chuyển như bọc lưu thì cái tên khác của A lại gia là nhất thiết chúng, nó cũng hằng chuyển như bọc lưu vậy, giống như cái dòng nước của cái thác vậy, coi nó giống như là liên tục là dừng trụ, nhưng mà kỳ thật không phải đâu, hằng hà sa số cái gián đoạn, mà nó gián đoạn một cách liên tục, thì thành ra mình coi nó như một, coi như cái dòng nước của thác là một, chứ kỳ thật không hề có một. Cũng như mình coi cái truyền hình nó vậy đó, cái phim mà nó chiếu ra cho mình coi rồi y như liên tục vậy, nhưng mà không hề có liên tục, hằng chuyển như bọc lưu. Cho nên khi nào cái phim truyền hình ta bỏ ra rồi mình lấy mình coi, ví dụ ông tổng thống mà đọc cái bài diễn văn đó là 15 phút đó ha, thì trong đó cuộc phim nó có nghĩa là cả bao nhiêu ngàn hình ông tổng thống, nghĩa là từng hình riêng lẻ hết. Mà từng cái hình riêng lẻ vậy đó, từng bô riêng lẻ vậy đó, nhưng mà cái máy nó quay lên mau mà, thành ra mình thấy liên tục. Chứ mà cái hình của ông tổng thống đó hoặc là ông thủ tướng ông nào cũng vậy, cái hình của mình trong lúc quay mà video thì cũng vậy, mình thấy như nó liên tục, nhưng mà kỳ thật nó không có liên tục, nó riêng ra hết. Mà cái hình của cái phim đó, phim ở cinema thì mình thấy rõ lắm, chia ra từng bô rồi đấy là riêng biệt. Vậy mà khi nó quay ra đó thì mình thấy liên tục, một người đứng hoàn toàn đọc diễn văn. Đó là cái nó thể hiện cái gọi là hằng chuyển. Thế thì là cái nhất thiết chủng thức này mà vàng dịch chuyển, sự vận động chuyển biến phân giải hóa hợp tác động qua lại với nhau, duyên khởi thành ra cái chỉnh thể của hiện tượng vạn pháp. Bằng nhận thức tư duy hữu hạn, con người không thể biết được, không thể biết, nhưng mà không phải là nó không có, không phải là không có sự thật, nhưng mà con người không thể biết được. Ví dụ như bây giờ hôm qua trên TV ta chiếu những cái, ta tìm về cỡ 1,5 triệu năm trước, 2 triệu năm trước đó mà, ta tìm những cái gen, những cái gì mà để nó chuyển biến, nó sinh ra về động vật rồi thành ra con khủng long, rồi sinh ra con thằng lằn biết bay, rồi con chim biết bay, rồi con cá biết lội, vân vân đó. Ta tìm, ta tư nguyên đó mà. Tôi nhìn tôi coi là thật là anh muốn nói gì ra anh nói. Anh muốn nói cái con thằng lằn đó là vốn là con bò sát, rồi cái dải cứng của nó đó là nó phát triển ra nó thành lông vũ, rồi nghe là con thằng lằn là cái con mà bay trước nhất trong cái cuộc của cái vũ trụ này. À, vì nó là cái giống bò sát mà nó bò trên cây, mà nó muốn truyền qua cái cây này cái kia, mà cho dễ hơn là buộc lòng nó phải tiến hóa nó thành ra lông vũ, vân vân và vân vân. Thế thì người ta nói là nói vậy thôi, chứ làm sao mà nói cho được. Rồi các con chim cũng vậy. Con chim hệt ban đầu nó là cái gen của nó là con gì, từ cái gì đến cái gì. Nói cho tôi ngồi tôi nghe rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra và ngậm đắng nuốt cay thế nào á, anh nói không hề trúng cái gì hết. Không hề trúng cái gì hết.
thì anh nói là trúng, mà tôi nghe cũng trúng, nó trúng với tôi với anh. Còn cái sự mật cái con đó mà anh gọi là con thằng lằn là đã là tật rồi. Anh gọi con đó là con còn cọc hay là con gõ kiến hay là con khủng long hay là con gì đó là tự nó đã tật rồi. Cho nên anh nói tôi vẫn nghe. Anh nói trúng, anh có học, anh nghiên cứu. Nhưng mà cái nghiên cứu của anh là cỡ 1.5 triệu năm. Nhưng mà cái quả địa cầu này, cái vũ trụ này đâu phải vấn đề là 1.5 triệu năm thôi. Do vậy cho nên mình học cái lăng nghiêm đó, mình thấy là ngũ ấm ma đó, cái giai đoạn mà gọi là ngũ ấm đó, mà thích ấm đó là do vô số ngoại đạo. Mỗi một cái ngoại đạo vậy đó là do cái kiến thức của họ hiểu biết tới ngang cỡ bao nhiêu triệu năm. Thế thì họ giải quyết cái vấn đề vũ trụ nhân sinh này là ngang bằng cái chỗ họ hiểu. Thì họ gọi là ngay lúc đó là có một cái ông gì đó duy nhất hoặc là hai ba ông gì đó hợp tác lại để làm ra cái vũ trụ. Thế thì họ nói vấn đề đó là cỡ 2-3 triệu năm. Là cái ông ngoại đạo khác, ông nói tôi thấy không phải 2-3 triệu năm mà tôi thấy cỡ 5 triệu năm. Lúc đó có một ông gì đó, một cái gì đó, một con gì đó, một vật gì đó, ông đặt tên ra. Ông nói là từ đó mới duyên sinh ra cái vũ trụ vạn hữu này. Thế thì không phải 3 triệu năm mà 5 triệu năm. Là tại vì ông thấy ngang đó mà. Rồi một ông nữa thấy là hồn tôi thấy nó tới là 100 năm ánh sáng. Vấn đề nó như vậy. Thì ông cũng nói ngang đó thôi chứ sự thật cái quả cái vũ trụ này đâu phải 100 năm ánh sáng là hết. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà vũ trụ quan và nhân sinh quan mà hỏi Đức Phật cái hả, Đức Phật không có nói đâu. Thế thì các anh ngu ít mà. Không nói thì các anh ngu ít, mà tôi nói là các anh ngu nhiều thôi. Vì vậy cho nên Như Lai không có nói. Nếu mà nói Như Lai vậy cái vũ trụ này ban đầu là cái gì theo ý Như Lai xác định đi. Tôi nói là do cái tích tỷ tí tỷ 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 nó sinh ra. Rồi cái tích tỷ tí tỷ 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 nó mới duyên sinh ra cái tích tỏ 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 tỏ. Anh làm gì Như Lai? Như Lai nói vậy đó. Rồi cái tích tỏ 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 nó sinh ra cái tích rè 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 rè. Từ cái rè 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 nó sinh ra cái thứ này thứ kia thứ nọ. Như Lai nói vậy anh làm gì Như Lai chứ? Có biết hiểu gì cho nên Như Lai không trả lời thì anh ít ngu, mà Như Lai trả lời á thì anh ngu nhiều. Ngu nhiều là tại vì Như Lai nói bậy không cho anh về. Anh tại vì anh ngu quá Như Lai nói bậy mà anh vẫn cứ tin Như Lai. Thế những cái đó Như Lai làm sao nói được? Mà muốn Như Lai nói hả? Này Xá Lợi Phất ơi, các pháp của chư Phật màu nhiệm lắm. Đó là như thị tốt, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu. Cứ cánh nó như vậy là như vậy đó, sao lại bắt à. Chứ không phải cái tất tỷ tí tỷ 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 rồi bỏ có thể bỏ ta như Như Lai nói đâu, cái đó Như Lai nó gạt tụi bay đó. Cho nên học Phật là tôi nói coi tivi mà nghĩa là nó trở thành ra một cái thứ thiền định của mình ngon vô cùng, nó giúp cái đề tài mình thiền định mà. Cho nên là tôi mới nghiệm ra đó, từ vô thủy tới vô chung cho tới ngày nay chúng ta sống đây á, cái danh từ của các khoa học người ta là gọi là tất cả đều là tiến hóa theo cái luật tiến hóa. Tiến hóa là từ con thằng lằn là cái loại bò sát mà sinh ra lại là lông mau lông vũ, rồi tự biến ra cái xương sống của mình cho nó bọng ruột mà nó cứng nó nhẹ để cho nó bay được vân vân. Mà tất cả con chim nó tự phải biến chuyển kiểu nào, cái bộ lông của nó làm sao, nếu mà lông nó mà cái cọng lông mà nó ngay chính giữa là bị gió đã đảo lắc qua lắc lại vậy. Cho nên là cái cọng lông của nó là phải một bên nhiều lông nhiều mà một bên là lông ít, để khi mà nó kết như vậy rồi là gió không có trao đảo, nó không có lắc lư vậy. Bây giờ nó không có cân đối cho nên nó không lắc lư, thành ra là chim nó bay nó quạt như thế này. Thì cái đó là khoa học mà ta nghiên cứu như vậy là đúng, là có cơ sở. Nhưng mà ai làm cho nó khôn ngoan như vậy để nó cấu tạo ra cái bộ lông như vậy? Cái chuyện đó là do cái quy luật đồng và dị, do cái quy luật là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị
báo mà nó diễn đạt ra như vậy thôi, chứ còn nói không có trúng được. Khoa học nói nhận thức tới đâu thì nói tới đó. Điều đó về phương diện xã hội, phương diện tục đế vẫn có lợi ích, nhưng mà về phương diện chân đế thì nó chẳng có đi tới đâu hết. Nghiên cứu chẳng đi tới đâu. Cho nên ngoại đạo mỗi người chấp một kiểu mà không phải là tật. Ta học tới ngang đó, ta biết tới ngang đó, ta nói tới ngang đó mà. Còn cái như Như Lai Thế Tôn á hả, mới là thấy toàn diện. Mà thấy toàn diện rồi thì không có thể nói được đâu Xá Lợi Phất à. Dạng pháp là thị pháp, trụ pháp gì, thế gian tướng thường trú. Các pháp là nó có cái bản vị riêng của nó. Nó thường trú trong thế gian. Rồi nó như thị trụ, như thị dị, như thị diệt, như thị sanh, như thị trụ, như thị dị, như thị diệt. À, nó sanh như thị sanh. Nó sanh như thế, anh đừng nói nó là cái gì hết á. Nó tìm ra cái con mà cái tế bào là chẳng hạn như trong con sứa là đầu tiên nó nhung nhúc như vậy, rồi từ đó mới sinh ra tế bào gì nó sinh ra. Chưa có trúng gì đâu. Không trúng gì hết. Thành ra cái từ mà như thị của đạo Phật, Phật tử nắm cái đó mà để ý, đừng có tìm hiểu cái gì khác, tin tưởng cái gì khác. Còn ngoại đạo người ta nói là không phải là không có duyên cớ, tại vì cái trình độ người ta hiểu tới đó, ta tư duy ta nhận thức tới đó. Cho nên là kinh điển Phật giáo thường dùng cái từ như thị hoặc là như thị mà để chỉ sự vận động chuyển biến nhiệm màu đó. Do nhất thiết cũng thức như thị, như thị biến chỉ như thị đó. Di chuyển chuyển lực cố mà bí phân biệt sanh. Do cái sức biến chuyển vận động của nó một cách vô cùng vi tế mà sự vật hiện tượng nó sanh ra. Chứ đừng hỏi tại sao, hỏi có giải thích nói tại sao nó không có trúng được. Vạn pháp là sản phẩm duyên sanh từ nhất thiết chủng thức, cũng như tất cả sóng ngoài bong bóng bọt là sản phẩm duyên sanh từ mặt nước phẳng lặng của bốn biển. Mặt nước phẳng lặng của bốn biển là bản thể, mà sóng ngoài bong bóng bọt là hiện tượng duyên sanh của mặt nước phẳng lặng kia. Cho nên nói là vạn pháp là sản phẩm duyên sanh từ nhất thiết chủng thức. Con người cũng là sản phẩm duyên sanh như vậy. Con người cũng sản phẩm duyên sanh như vậy. Đây là cái nhận thức của đạo Phật đấy. Cái vũ trụ quan, nhân sinh quan của đạo Phật đó. Khác nhau ở điểm con người hữu tình. Có tình thức để nhận thức sự vật và nhận thức cả chính mình. À, cho nên là trong cái vũ trụ hiện giờ đó mà, là con người là sản phẩm cao cấp nhất. Nếu người ta nói đó là tiến hóa từ cái gì đó, từ vượn, từ khỉ gì đó tiến hóa đi ha, ví dụ vậy, từ con tinh hay gì đó, ta muốn nói sao ta nói. Nhưng mà hiện giờ là phải nói là con người là một sản phẩm trong vô vàn sản phẩm của nhất thiết chủng thức, mà nó là sản phẩm cao cấp nhất. Do vậy cho nên nhận thức được sự vật hiện tượng trong vũ trụ về mặt vô tình, về thực vật, về khoáng vật, mà đồng thời nhận thức cả tất cả những động vật, đối tượng và cả bản thân mình. Do vậy cho nên Như Lai á, kinh Phật cũng hay lắm. Như Lai là gọi là Phật, gọi là Như Lai là Thế Tôn á, thì nhiều cách nói vậy thôi. Chứ còn Như Lai thật sự là Như Lai nói rằng Như Lai á, là Lưỡng Túc Tôn. Như Lai là đấng Lưỡng Túc Tôn, là cao quý hơn hết
ưu việt hơn hết đối với cái loài đi và đứng hai chân. À vậy thôi chứ họ không nói ông gì ghê gớm hết đó. Cho nên các vị mà quy Phật gọi là quy Phật lưỡng túc tôn, quy Phật là cái đấng mà được tôn trọng, được cao quý hơn hết trong cái loài đi đứng hai chân. Nói tới đó những người mà có trí thông minh là tôi nói vậy là Như Lai cao hơn hết trong loài, vậy là cao hơn vịt hay là gà hay là ngỗng hay là còn cọc vân vân, vì nó cũng hai chân mà. Thì ta lý luận như vậy để ta hỏi thì cũng có câu hỏi đó, ta có quyền hỏi câu vậy. Vậy thì cao hơn là ngỗng hay là cao hơn gà, cao quý hơn ngỗng hay cao quý hơn gà, hay là cao quý hơn con đại bàng hay con cọc cọc hay con ó biển, nó cũng hai chân mà. Cái này câu hỏi cũng được quyền hỏi, nhưng mà đều nó tại vì chưa có học Phật. Là nó học Phật thì nó chia ra cũng hai chân, nhưng mà hai chân của con người đó là đi cái xương sống đó đứng thẳng. Còn cái loại hai chân mà của các cái con thú thượng cầm hay là hạ thú mà đi hai chân á, thì cái phần nhiều là cái xương sống nó nằm ngang. Do vậy cho nên là khi mà học Phật và học kỹ, ta gọi là quy Phật là bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, mà quy Tăng là bất đọa bàn sanh, chứ người ta không nói là súc sanh. Bởi vì cái chữ bàn sanh nó gồm cả súc sanh, cả thượng cầm và cả hạ thú. Hạ thú thì đi bốn chân đành rồi, mà thượng cầm có cái loại da cầm cũng như là cái loại cầm đều là đa số là đi hai chân. Nhưng mà hai chân mà cái xương sống ngang thì tôi thuộc về là cái loại súc sanh rồi. Do vậy cho nên Phật là đấng lưỡng túc tôn, là cao hơn hết trong cái loài đi hai chân, tức là loài người. Mà loài người thì là nên nhớ là trời cũng gọi là người, mà là người trời. A-la-hán cũng là người, mà là người chứng đạo, chứng quả A-la-hán. Bồ-Tát cũng là người, mà là người hành theo cái hành lục độ vạn hạnh. Như Lai Thế Tôn cũng là người, mà cái người mà đạt tới cái trình độ giác ngộ, giải thoát vô thượng. Cho nên Phật là đấng lớn túc tôn, chứ không có cái ông gì ghê gớm gì lắm. Phải học vậy đó. Đó là con người là khác nhau ở điểm là con người hữu tình, nó có cái tình thức để nhận thức cái sự vật và nhận thức cả chính mình. Vạn pháp là vô tình, chỉ là sở phân biệt, là đối tượng bị nhận thức của con người. Thế thì ở đây ta phân tích rõ là trong hiện tượng vạn pháp nó có hai thứ. Nhà Phật tổng kết lại có hai thứ. Một là hữu tình, gọi là hữu tình chúng sanh, là thuộc về động vật, mà trong đó cao cấp nhất là con người. Hai là chúng sanh, mà là vô tình chúng sinh, là chỉ cho các cái hiện tượng như là thực vật, như là khoáng vật. Và cái đàm nó dướng dướng như thế, nó biểu hiện rằng biểu hiện nghĩa là kêu bằng cận địa diễn thiên, nó sắp chết rồi nó sanh ra. Gần đất xa trời. Cho nên bây giờ là tôi nói rất thật cả nhà. Cái tôi nói là tôi không có gì một cái gì khác để tôi nói cách như là gạt gẫm hay lừa đảo hay là úp mở, không có, tôi nói thiệt á. Đại chúng nghe rồi suy nghĩ rồi tự tu rồi tự sửa lấy. Nãy có Phật tử về mới gặp tôi ở ngoại quốc về mà nói câu mà mình nghe rất là cảm động á, là không có kinh điển, không có nghe được, nếu không có nghe được kinh điển là cuộc sống không hạnh phúc, thậm chí có khi là còn không muốn sống nổi nữa cơ. Mà nhờ nghe những cái băng đó mà, có cả mấy bộ băng kinh đó ha, nghe rồi nó làm cho cái sức sống tăng cường, cái nghị lực tăng cường sức sống,
nó làm cho cái chất đề kháng trong con người đối với cái sự vui mừng buồn giận sân ghét bên ngoài, nó đề kháng nó quá giải rất là tốt. Nhờ vậy mà cuộc sống thấy nó hạnh phúc hơn nhiều, thấy nó an lành, có những giờ phút rất an lành hơn nhiều. Mà thỉnh thoảng là tôi nghe nhiều người nói như vậy, nhiều Phật tử nói với tôi như vậy, mà những người ở ngoại quốc thì lâu lâu người ta về người ta thăm là tôi nói những câu đó. Tôi thấy cái điều đó tôi mừng cho là cái cuộc đời tôi sinh trên cõi đời này không phí phạm. Rồi bữa hôm đó thì có cái nhóm Phật tử ở chùa Phật Bửu ở Hóc Môn là viết cái thơ mà gửi đây á, mà tôi về tôi đọc tôi thấy cũng lời lẽ rất là chân thật, rằng là nghe băng và nghe kinh đó mà nó nhẹ nhàng, nó làm cho cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống nhẹ nhàng, có an lạc, có hạnh phúc. Và Phật tử, các Phật tử đó nó cho rằng lời nói của tôi là lời nói thật, vì lời nói thật nó phát xuất từ cái thực chất mà tôi sống, cho nên tôi nói lại là những người nghe rồi người ta làm, người ta tư duy rồi ta làm theo, nó có đem lại kết quả thật sự. Thế thì những Phật tử ở trong nước cũng như Phật tử ở ngoài nước mà có cái nhận thức đó, tôi nghe tôi rất là mừng. Và thật sự là tôi rất là vui mừng, cho nên cho tới bây giờ còn xài được cỡ này á mà. Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia gì đó mà nó có chết đi nè, chưa bao giờ có một cái ý niệm nào ân hận, là vì coi như cái việc làm của mình có vậy đó là được rồi. Còn ngày nào tận dụng thì được thì cũng tốt, mà không được cũng chẳng có sao. Và cái điều mà nhân đây tôi nhắc với đại chúng là ngay đệ tử Phật là phải xác định cái chân lý đó nha. Cái bộ này hay lắm á, phải xác định lại như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Tất cả pháp hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh đều là pháp trong vũ trụ này, mà hữu tình vô tình đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nó không có thể là độc lập tự sinh, độc lập tự tồn, độc lập bất biến, không thể độc lập tự tại được. Vì vậy cho nên là vô ngã, cho nên nó là vô thường. Vì vô thường cho nên là tất cả, nếu mà nhìn bằng con mắt phàm phu á, dục nhãn á, là bất tịnh, là khổ, là cuối cùng rồi không có gì. Phải thường tư duy quán chiếu như vậy để mình tôi luyện cái nghị lực của mình, để rồi trong lúc mà mình có mệnh hệ nào ha, mệnh hệ nào là nói theo mấy cái người mà quá sợ chết à, có người nó còn dở cho tới nỗi nghe là sắp chết tới nơi à, mà còn nói như là nếu mà tôi có mệnh hệ nào thì là các người còn sống lại phải làm sao làm sao làm sao, hay là tôi có bề gì thì anh chị con cháu phải làm sao làm sao. Trời, không dám động tới cái chữ chết, nó khổ ghê vậy à, là thấy chết rõ ràng rồi, trăm trăm rồi, mà cũng nói tới cái chuyện mệnh hệ nào thôi à, cái đó là cái dở đó nha. Phải nói thẳng thừng, nếu một ngày nào đó hoặc mai hoặc mốt mà tôi có chết, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Đại để vậy. Thế nhiều cái từ mệnh hệ nào tôi nghe nó mệt quá. Mà tôi nói thật cái nha, những cái người nào mà Phật tử mà sợ chết quá đó, là tôi nói thật, nghĩa là đạo Phật không cứu nổi đâu. Cứu đây có nghĩa là không làm cho các vị có an lạc, có hạnh phúc được. Vì các vị không nhận thức được chân lý thì làm sao mà các vị an lạc được. Chân lý là nhất thiết pháp vô ngã, mà vô ngã thì phải vô thường. Mà vô thường đó thì là phải có khổ, mà khổ thì là mình phải học cái chánh pháp để mình hóa giải cái khổ, là gì, gọi là tam độc, cho thật chất không hề độc. Ví như bọt bèo sanh diệt quyến, khi mê thì các cái khổ đó nó hoành hành, bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được chúng. Thế thì tại sao mình không hóa giải cái khổ đó? Như trường hợp cái phim mà tôi nói, tôi coi hôm qua đó, cha và con khổ sở thì tôi nổi cha điên, tại sao mình không hóa giải nó? Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự việc sanh sanh việc vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận, nó có mất ở đâu mà sợ. Đó, phải học như vậy thì đạo Phật cứu mới nổi đó nha.
Chứ mà nếu mà là ham sống quá, mà sợ chết quá, sợ tới gần chết tới nơi mà cũng nói tôi có mệnh hệ nào, chỉ là như thế này, thế này, thế này là không có được rồi. Tưởng tượng giải pháp là có sinh thì có diệt, có hợp thì có tan vậy thôi. Mà tan không có nghĩa là mất. Cũng như mây đen trên trời có hợp lại thì thành đám mưa, mà mây đen tan đi không có nghĩa là mây đen đó mất. Nó là pháp duyên sanh mà, phải quán chiếu như vậy thì cái đời sống mới có hạnh phúc. Tóm lại, chủng tử của vạn pháp từ cái nhất thiết chủng thức chuyển biến một cách nhiệm màu mà hình thành ra hai cái loại chúng sanh. Một là hữu tình chúng sanh thuộc cái thành phần, thuộc cái thành phần năng phân biệt. Thành phần năng phân biệt là con người của chúng ta đây là năng phân biệt, có khả năng nhận thức chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp, đồng thời cũng chấp ngã của chính mình. Đó, cái năng phân biệt là con người của mình đây là năng phân biệt rồi. Mà nó có khả năng nhận thức chấp ngã hiện tượng vạn pháp và đồng thời cũng chấp ngã của chính mình. Tất cả đều chấp ngã không. Cho nên là học Phật rồi đó, đại chúng để ý, trên cái thế gian này lâu lâu mà ta chiếu cái phim Tần Thủy Hoàng á, mà Tần Thủy Hoàng rất sợ chết, nhưng mà rồi đâu có sống, đâu có tránh khỏi cái chết đó. Rồi tới chừng chết rồi chôn cả một cái bao nhiêu mẫu đất, nặng cả bao nhiêu ngàn cái tượng đất nung để làm cái bộ đội quân sĩ để mà đi cự với những cái linh hồn của các vua chúa khác đã đối lập với mình. Nhưng mà thật sự có vậy đâu. Cái đất nung mà làm sao để quánh giặc được. Mà cái xác của Tần Thủy Hoàng không phải là xác đất nung, mà binh cấm bằng đất nung thì làm sao có đánh giặc được với ai. Nhưng mà do cái vô minh che lấp hả, mà nó nghĩ ngợi ra như vậy. Nó phát xuất từ cái chấp ngã quá sức nặng nề mà nó làm ra không hề có chân lý gì hết. Cũng như những cái kim tự tháp ở bên Ai Cập đó mà, cũng là do cái vô minh dày đặc chấp ngã nặng nề mà làm ra vậy, chứ làm gì mà còn có cái linh hồn, cái thần thức nào ở trong đó đâu. Đó, những cái đó là cái biểu hiện của cái vấn đề chấp ngã mà ra đấy. Và tốn rằng cái kim tự tháp như vậy là nó sẽ trường tồn vĩnh cửu trong thời gian. Sự thật là nó có trường tồn được mấy ngàn năm rồi đó, nhưng mà cuộc đời này đâu phải là ngàn năm, mà nó vấn đề là hàng tỷ tỷ năm. Nó là vô thủy vô chung, thì cái chuyện đó làm để được cái gì chứ. Cho nên tư duy quán chiếu như vậy rồi là mình sẽ nhẹ nhàng ra, mình không có bỏ công bỏ của, mình làm những cái chuyện mà cực khổ như vậy. Không có làm những chuyện mà tốn xương tốn máu của con người, của đồng loại mình như vậy. Cho nên là tôi ra Huế, tôi đi tham quan cái lăng của Minh Mạng á, mà là đào nổi cái ao linh chiểu xung quanh cái kiểu hồi xưa á, là đào tốn bao nhiêu xương máu, cực khổ quá, đói khát lạnh lẽo, có người chết. Trong đó đã có một ông tu sĩ đứng ra lãnh đạo để cái cuộc mà phản đối cái việc mà cực khổ của con người á. Thế thì rồi bây giờ cái lăng đó còn cái gì, được cái gì, mà xương máu trong đó để được cái gì. Cho nên cái đó là nhìn về di tích thì người ta gọi là di tích lịch sử, để người ta làm là du lịch, để người ta bán vé thì rất là có hiệu quả. Nhưng mà nhìn vào bằng con mắt của cái người học đạo, hành đạo ha, của người chính đạo, chả có gì đáng quan tâm. Người ta đi coi chơi thì coi, nhưng mà không có gì ghi gớm đâu.
phải tự thấy rằng cái này không có gì ghê gớm. Cái thứ hai là vô phần chúng sanh, sơn hà đại địa, sơn la vạn tượng là đối tượng sở chấp. À, chữ sở tức là cái đối tượng sở chấp, sở phân biệt. Nó là cái mà để cho mình phân biệt, gọi là sở phân biệt. Nó là cái mà để cho mình nương vào đó và mình chấp, gọi là sở chấp. Nó là đối tượng sở chấp, sở phân biệt của thành phần năng chấp ấy. Năng chấp tức là năng phân biệt là con người của chúng ta. Do vậy hữu tình chúng sinh không có ngã, vô tình chúng sinh cũng không có ngã. Ngã chỉ là ức thiết, sản phẩm của duy thức biến mà thôi. Do giả thiết ngã pháp hữu chủng chủng tương diện, cái bài số 1 của mà do ức thiết về ngã, về cái pháp ngã mà các cái thứ tướng ngã, các cái ngã tướng nó chuyển biến nó sinh ra, chứ không hề có cái ngã nào hết. Cho nên cái này đó là tôi nhắc lại để chúng để ý. Bao nhiêu nước Việt Nam mình hơn 60 thứ dân tộc, từ người Kinh cho tới các dân tộc ít người ở miền núi, là mỗi dân tộc là tin tưởng theo cái kiểu thờ phượng cúng bái, không dân tộc nào giống dân tộc nào. Có một dân tộc của người Thượng sợ ma vô cùng, hễ miễn mà cái nhà mà có người chết rồi đem chôn rồi là coi như là bỏ cái chỗ, bỏ cái xứ dời mà đi, chứ không dám ở gần. Vậy mà trong cuộc cách mạng này uống nắng giáo dục được những người đó, bây giờ không còn sợ ma nữa mà lại đi tìm kiếm mộ liệt sĩ. Ngày hôm qua này là tôi nghe trên TV ấy mà. Cái điều đó nói lên cái gì? Cái chấp ngã mà trước kia sợ ma là do duy thức của một tập thể, của một nhóm người, một bộ lạc, một dân tộc đó, họ chấp như vậy. Bây giờ có được thầy lành, có bạn tốt, có người trí tuệ, ta đào tạo, ta bồi dưỡng đó mà. Thế thì là cái ý niệm sợ ma, cái ý niệm chấp ngã là ma, mà cái năng chấp ngã là sợ ma của mình, tự nhiên nó mất. Bây giờ một vị này trở thành người cán bộ và đi tìm hài cốt của chiến sĩ 20 mấy năm qua. Đó. Cho nên coi TV rồi tôi thấy là tôi diễn đạt cái kinh điển ngay trong cái lúc coi TV, chứ không cần chờ chừng nào nữa hết rồi. Vì vậy cho nên cái pháp môn mà tu hồi xưa đó, hồi xưa đó là cái đối tượng mà làm cho con người đau khổ. Thí dụ như là nó có 100 món đối tượng làm cho con người sinh ra dục vọng đau khổ, thì Phật cũng dạy 100 cái món tư duy quán chiếu để cho mình lấy cái đó mình làm cái đầu đề tư duy quán chiếu mà thiền định để mà hóa giải 100 cái món khổ kia. Thế thì đứng trên quan điểm của thời gian đó mà, là thời gian á thì là luôn luôn nó biến chuyển. Sự vật á, về mặt động vật thì gọi là tiến hóa, nó tiến hóa đều đều. Còn về là cái mặt tư tưởng thì của con người ta gọi là phát minh. Ví dụ như xưa không có điện thoại di động, không có điện thoại, bây giờ có cái đó ta gọi là phát minh, khoa học kỹ thuật phát minh. Còn về mặt động vật, sinh vật thì ta gọi là tiến hóa. Kể cả thực vật cũng có tiến hóa, cải tạo xây dựng nó tiến hóa. Thế thì là vấn đề tư duy và thiền học, tại sao mình không có cái gì thêm sao? Không có tiến hóa sao? Không có phát minh sao? Rồi cứ lấy mà mấy cái quyển sách cũ đó vậy á, sách thiền mà cả mấy ngàn năm trước đó vậy đó, là đem ra làm đề tài dạy tu học như đó thôi sao? Sao kịp? Làm sao kịp được cái phương pháp tu hành? Bệnh bây giờ nó sinh ra đủ thứ hết trơn. Hồi trước nó không có ung thư, bây giờ nó có ung thư thì phải tìm cách bào chè chữa cái thuốc ung thư chứ. Bây giờ đây ta đang nghiên cứu HIV, cái thuốc để trị HIV, thế thì là phải tìm cái khác chứ đâu có phải mình lấy cái thuốc cũ cách đây là 80 năm, 100 năm mà của cái thời kỳ
mà Pasteur mới phát hiện ra một vài thứ vi trùng vậy đâu. Do vậy cho nên là xưa kia 100 cái đối tượng gây khổ cho chúng sanh thì Phật chế ra 100 đối tượng đề tài thiền định. Ngày nay á, nó có thêm ra cả ngàn thứ tham vọng mong muốn tìm cầu của chúng sinh, thì cái giáo lý đó cũng phải phát triển, hoặc là nó phát minh, hoặc là phát triển, hoặc là nó tiến hóa, phải đáp ứng được cái yêu cầu đó mới hóa giải được cái nỗi khổ của người ta, mới trị được cái bệnh khổ của người ta. Do vậy cho nên là bây giờ học Phật bây giờ là không phải là lấy kinh điển mà đọc ở trong đó nữa, mà học Phật bây giờ là phải nhìn vô TV mà tham thiền, phải nghe radio mà nhập định à. Như vậy mới trị nổi chứ. Cho nên là tôi nói thật là cái chuyện đó ai có nghiên cứu biết. Tôi nghe radio trên thế giới đều là đầu đề thiền định hết. Giờ em coi TV đều là thiền định hết. Không có cái phim nào, không có cái nào mà tôi không giải thích Phật không được. Nếu mà cần là các vị là đem cái TV để trước đó rồi coi, rồi bấm ngừng chỗ đó tôi giảng cho bà con. Cái gì trong đó, trong đó nó dạy cái gì. Thành ra là cái thiền định của ngày nay đó không có phải là mấy cái gọi là công án mà mấy ngàn năm trước, không phải vậy. Không phải là thoại đầu của mấy ngàn năm trước đem ra, mà thoại đầu tất cả mọi nơi mọi chốn, công án đi đứng nằm ngồi đều ta có thể gặp công án để ta tham, mới hóa giải được cái phiền não vô minh của ngày nay. Cho nên cái này mới, cái thứ này là mình phải theo kịp thời đại. Chứ con người động vật thì tiến hóa, từng giai đoạn tiến hóa khác nhau, thực vật cũng tiến hóa. Còn về mặt lãnh vực tư tưởng của trí óc là gọi là phát minh à. Thế thì tại sao lại cái pháp tu không có phát minh, không có tiến hóa? Giờ này phải tiến hóa thôi, phải phát minh thôi. Nhưng mà có cái chỗ này nè, nhân loại phát minh rất dữ. Cách đây trăm năm không có máy bay, bây giờ phát minh máy bay chở một lần mấy trăm người bay trên hư không. Cách đây trăm năm không có tàu ngầm, bây giờ chở cả hành đoàn tàu ngầm, kể cả quả tiễn liên lục địa ở dưới tàu ngầm nữa. Và điện thoại ngồi đây mà nói chuyện liên hệ cả thế giới, máy điện toán trong một giây là 4-5 triệu bài toán. Điều đó ta phát minh được. Tất cả những cái sung sướng đó đem lại cho cái đời sống con người cao hơn, người ta phát minh được. Nhưng có một cái mà ngoài giáo lý của đạo Phật, kể cả thuốc ha, thuốc trị về thân bệnh đó mà, người ta cũng phát minh nhiều thứ thuốc. Mà có một cái mà ngoài giáo lý đạo Phật ra, người ta không có phát minh được, mà cái đó chỉ phải dựa vào học đạo, hành đạo và chứng đạo của giáo lý đạo Phật thì mới có thể phát minh được, là phát minh các phương pháp mà dứt trừ khổ ải vô minh. Tất cả những cái nhà bác học đều là triền miên trong đau khổ, họ không làm được, họ không làm được. Vô tuyến viễn thông họ ngồi đây họ phát minh những cái máy nói cả thế giới, internet họ mua bán đổ chát, tình ái ân ái gì đó họ làm cả thế giới đều được hết. Và các cái thứ vật chất bây giờ đó, trong đời sống bây giờ đó mà, quá hiện đại ha, họ làm được hết. Nhưng mà nếu họ không học Phật là không có cái cách mà họ làm cho họ an lạc được. Cái đó là cái tham thiền học đạo, thấy cái đó mới là cái hết sức là vô thượng thậm tâm nghi diệu pháp của đạo Phật. Cho nên mấy Phật tử người ta nói với tôi nè, mới nói nãy nè, ở Việt Nam mình mà làm việc tháng 800 triệu, 1,2-1,5 triệu là đã là không phải dễ có công việc làm như vậy. Mà như vậy đó mình cho là cực chứ gì.
mình cho là cực, mình cho đời đời sống là khổ chứ gì. Qua bên kia đó hả, có người ta làm trung bình á, làm một tháng là 1.000 đô, mà cái người giỏi hơn làm 1.500 đô, có người ta làm 3.000 đô. Cái đó là đại khái là bữa bực trung tài nghệ là. Còn có người làm 5-7 ngàn, còn 10 ngàn thì khác, cái đó đừng có nói. Mà 1.000 đô bực chót ở bên đó đó hả, những người có làm việc đó mà, thì bên đây là 14.600.000. Vậy mà người ta nói rằng đâu có phải là an lành hạnh phúc gì đâu. Nếu không có kinh đó hả, là sống rất khổ đau buồn bực. Mà nhờ nghe kinh mà 1.000 đô đó, nó làm cho người ta có hạnh phúc, có an lành. Thế thì chứng tỏ rằng cái đô la, cái vật chất, cái tiền tài, cái tiện nghi ha, của ngoại quốc không đem lại sự an lành hạnh phúc được. Trong đó kể cả các tổng thống, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng và các bộ trưởng đều không hề giải quyết được cái nỗi khổ đau. Mà muốn giải quyết được cái nỗi khổ đau là phải học Phật, là dựa trên cơ sở của đạo Phật mà phát minh tư duy thiền định. Chứ còn cái phát minh của nhân loại, sự tiến hóa của động vật thực vật không đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho con người được. Chỗ đó là cái chỗ mà một người Phật tử mà được hân hạnh mà học cái giáo lý Phật là phải nói rằng đội ơn Đức Phật rất là sâu sắc đó. Tiền của qua đô la qua Mỹ thì làm, mà nếu mà 3.000 đô là 3.000 đô là 36 bốn mấy triệu, 1.000 đô là 14 triệu mấy ha. Và cũng do đó cho nên là học cái giáo lý đạo Phật, cái phải gọi là nhân tri túc giả, tuy ngoạ địa thượng du di an lạc, mà bất tri túc giả là tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Cái người đời tu Phật là phải học cái giáo lý tri túc. Người mà tri túc thì giàu có ăn cơm hẩm canh rau mà trải chiếu mà nằm dưới đất, mà người đó đây vẫn có an lành, có hạnh phúc. Còn người mà không có biết đủ, không tri túc hả, thì là ở cái cảnh đầy đủ tiện nghi, sang trọng, tột bực của những cái tiện nghi hiện đại mà không hề có an lạc hạnh phúc. Dù ở trên thiên đường cũng không có vừa ý. Cho nên là những cái giáo lý của đạo Phật là cái giáo lý, nó là chân lý mà, cho nên nó có giá trị muôn đời. Cho nên là do vậy hữu tình chúng sanh không có ngã ha, vô tình chúng sanh cũng không có ngã. Ngã chỉ là ức thuyết sản phẩm của duy tất cộng biến mà thôi, dần biến ra mà thôi. Bữa sau này ta học cái bài mà là ba cái tự tánh của duy thức, nó hay lắm. Do duy thức của mình biến ra, nhân tùy tình dục cầu ư thanh danh, thanh danh hiển trước thân dĩ cố hỷ, tham thế thường danh như bất học đạo, uổng công lao hình thí như thi hương, tuy nhân văn hương, hương chi tận hỷ mà nguy thân chi quả như tại kỳ hậu. Câu giáo lý đó là muôn đời vẫn không bao giờ mà giảm giá trị. Người ta chạy theo cái tình, cái dục vọng của tình đời mà ta mong cầu ở nơi cái thanh danh. À, đây là tất cả các vị bộ trưởng, các vị tổng thống trên thế giới đều bị cái câu này hết. Người ta chạy theo thanh danh, tùy theo cái tình dục mà chạy theo thanh danh. Mà khi mà cái thanh danh mình mà nó hiển bày ra, nó làm cho người ta nghe, người ta biết được cái thanh danh của mình đó mà, là cái thân của mình đã tàn rồi, tàn rủi rồi. Cho nên tham cái danh lợi thế thường mà không học đạo thì luống công mệt xác mà không có được cái gì. Không học đạo thì uổng công mà nhọc cái xác, tích lũy tiền tài giàu có mà không có biết học đạo thì tiền tài đó để làm gì,
tiền tài quá bích đôi, lâm hành tương bất đắc, tiền của hơn là dấp dựng từng đống từng kho, mà đến khi chết mình có đem được đâu. Hơn võ ngọc đường, nhân khởi tại mà thập gia kim cốc, thủy như lưu, những người mà ở cột đồng kèo bạc rồi cuối cùng họ có được gì đâu. Cho nên chạy theo thanh danh, mà thanh danh hiển trước là nó hiển bày ra là cái thân mình tàn rồi. Tham cái danh lợi thế thường mà không học đạo là luôn còn nhọc xác. Giống như là người ta đốt một cái nén hương á, cái nén hương này mà khi mà nó bay cái khói ra để cho mọi người mà thưởng thức được cái mùi thơm của nó đó, thì bản thân cái cây hương này nó đã tàn rụi rồi, nó thành tro rồi. Cái chân lý đó là như vậy. Tại cái giáo lý này là nó trùm khắp cả thế giới. Những người nào không học Phật đều là lãnh lấy cái đau khổ mà Đức Phật cho biết trước, rằng là các anh chỉ là cây hương thôi. Ngày nào mà cái khói hương mà người ta thưởng thức được là bán thân cây hương đó tự nó thành tro. Biết bao nhiêu những doanh nhân trên thế giới đều là lâm vào cái tình trạng đó. Cho nên tiến hóa thì có, phát minh thì có, mà cái phiền não vô minh á, họ không làm được. Nếu không học giáo lý Phật thì họ không phát minh, họ không hóa giải được đâu. Chỉ có giáo lý Phật mới làm được việc đó. Sao cái bài này còn hoài vậy? Nhưng mà bây giờ là như tôi là báo cáo với đại chúng đó. Bây giờ ta tới đây ta nghe để ta tìm hiểu cái gì để ta vận dụng trong cuộc sống, chứ ta không phải cần mà nghe là đọc hết cái quyển sách nào hết đó. Không cần. Sách vở thì vô số kể. Nếu cần đọc hết thì ta ở nhà ta đọc, ai cũng đọc được. Nhưng mà vấn đề là cái gì mà mình tìm ra để mình trao đổi, để mình tiếp thu á, thì ta cứ từ từ mà ta đi. Thế thì giờ hết giờ rồi phải không? Tôi gần cái đây đây nè. Bây giờ tôi sẽ nói cái chữ này nè, để ai có thì làm về làm ơn sửa giùm nha. Tôi là nói rằng quá giải từ não vô minh khá giỏi đấy, các vị nghe đấy. Nhưng mà nó sai chữ này cái rồi cái tim tôi nó làm như nó lẹm hết miếng. Nó sai cái chữ này mà bởi vì bây giờ con mắt của mình nó mờ rồi, mình nhờ đệ tử mà. Nhờ đệ tử nó sửa bài giùm. Mà cái ý tứ của lời văn nó không nắm được, cho nên những cái chữ gì nó không sửa được. Thành ra tôi in trong này mà có những cái chữ nó sai, tôi muốn đứt cái tim ra. Nói theo tục đế à, chứ chân đế là không có à nha. Chân đế là không có đứt à. Mà đứt à, muốn đứt tim là tục đế à. Thế này là tôi mới nhớ lại, mà tôi mới thương cụ Nguyễn Đình Chiểu. Ngày nay các cái nhà văn học người ta đánh giá văn thơ cụ Nguyễn Đình Chiểu là nó có cái hay của nó, mà trong đó cái hay chứa đựng là một nhà thơ mà nhà thơ yêu nước. Nhưng mà cái văn của Lục Dân Tiên nó hay như vậy, nó chứa đựng cái triết lý sâu xa về nhân tình, thế thái, về đạo đức như vậy, nhưng mà không có thể đem mà ngâm ra được. Là tại vì cái văn đó nó tương đối là nó bình dân, và nó không có bằng được như văn của Nguyễn Du, hay là của Đoàn Thị Điểm, hay là của các nhà văn khác. Là tại sao? Là tại vì cụ Nguyễn Đình Chiểu mà trong lúc sáng tác cái văn đó đó, là cụ đã mù mắt rồi. Mà con mắt mù rồi là không tự mình chữa được, mà mình nói ra ý tứ rồi đệ tử mới ghi. Mà ghi thì là phải phối hợp lại, là bản thân mình và mình làm nó mới tốt. Nhưng mà bản thân mình là không không thấy được. Thế thì nhờ đệ tử nói, ráng mà chịu vậy thôi. Ráng mà chịu vậy. Chứ còn là dân cụ Nguyễn Đình Chiểu đó thì đối với cách mạng thì đánh giá cái tư tưởng yêu nước ghê gớm lắm. Mà tôi nhớ cái câu là một câu mà của cụ Nguyễn Đình Chiểu ha: bao nhiêu chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian, bút cũng chẳng tà. Các bạn ta đánh giá là cái văn đó là
khí phách của cái người mà nhà nho ha, yêu nước thương dân. Cho nên lúc đó là ghét ai theo tay lắm, mà phải bồi dưỡng cái đạo đức, cái luân lý, cái hiền lương. Cho nên nó thể hiện qua là lục dân tiên, là cái người mà hiếu thuận, mà tài năng, mà hiền lương, đạo đức. Cho nên là cái văn thơ đó, cái triết lý thì sâu, mà người ta nói là ngâm thì nghe nó bình dân quá, nó không hay. Thế thì là cái lý do là tại vì là con mắt không có sáng, không tự làm được. Đây là cái chữ này là chữ sửa dùm ở đây. Sự sinh tử tương tục của hữu tình, chữ và nó phải sửa lại là chữ là. Sửa lại là chữ là. Sự sinh tử tương tục của hữu tình là chân lý không có ngoại lệ. Mà thấy chữ bà vô là hoàn toàn là mất nghĩa. Cho nên đọc cái lần nó nhói cái tim lên. Các vị chữa dùm cái chữ đó. Do vậy cho nên là do chuyên nghiệp tập khí nhị thủ tập khí cu, tiền dự thục ký tận hục sanh dư dị. Thục đó là chân lý không có ngoại lệ. Do vậy cho nên vấn đề là dị thục này mất thì sanh là một dị thục thân khác. Đừng bao giờ sợ, đừng bao giờ sợ mất. Đó là chân lý. Coi ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện.